Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một video về What is my pencil case? Có nghĩa là trong hộp bút mình có gì. Thì bắt đầu thôi, let's go. Thì đây là cái hộp bút của mình. Đây, rất là xinh xắn. Lúc đầu thì có một cái kiểu như này. Mình không biết nó gắn vào đây, nhưng mà mình đã tháo ra và là mất rồi. Thì con gấu này nè, màu trắng. Đây là bạn mình vẽ vào. Đây có số H3 và những bức tường. Đây có chữ cái gì mà Where there is Bruskin. Đây mình không hiểu, không biết. Thì đây là cái thành quả của con bạn thân mình, con ngồi cạnh mình ấy, con mất dạy đấy. Không phải mất dạy lắm, mà nó lấy kéo nó cắt vào hộp bút mình, mà nó mất dạy thật các bạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ khám phá bắt đôi nào không? Thì bút mình có màu sáng, bút bút vải nha. Rồi đây là lần đầu tiên mình sẽ mở ra cho các bạn coi. Đầu tiên mình có một cái hai cái băng cá nhân. Mình có rất là nhiều thì mình chỉ có hai cái băng để mình trong hộp bút thôi, mình sợ mất ấy. Tiếp theo là cái ngòi. Có bút chì, nếu mà mình có mua cái bút chì kim á. Đấy, thì kim thì mình sẽ bỏ mấy cái bút chì này vào, đốt thay kim gì đấy không biết. Rồi hết nha, thế rồi là ngăn chính nha. Rất là nhiều đồ. Thì mình có một cái sổ Doraemon. Tiếp theo là một cái bút chì này, là nó bị hết ngòi rồi các bạn. Đây, bị ấn rồi nha. Không ra các bạn. Đó, không ra. Bút chì này là bạn mình cầm, bạn mình. Mình được mượn của nó, nhưng mà mình đã cho mình luôn. Mình nghe không? Giống như ngồi rồi. Thế cho bút mình có hai cái bút mực. Một bút màu hồng và bút màu đỏ. Mình hai vết bút này nhiều hơn hồi xưa. Thì mình vết bút này nhỏ nên là bây giờ thì mình đổi bút này ha. Bút đỏ này là không phải là mình mua, mà là được tặng quà Noel, chị hội trưởng lớp mình và chị hội phó. Là cái bút này bạn mình cho luôn, mình không cần mua. Thì cái bút mua mình nó mất rồi. Thế là một cái kéo, nó có một cái chỗ bảo vệ này này. Một cái kéo này này các bạn. Đây, hai cái này mình có bao nhiêu cái này mình cho em mình. Mình có một cái bảo vệ, cái này giống như này. À, nó cũng giống như này nhưng mà khác màu, nó chỉ là màu hồng nữa. Cái đó mình mất rồi. Cái đó bạn mình làm nó ngồi cạnh mình luôn. Rồi tiếp theo là hai cái tất kẻ. Đây là cái tất kẻ mình yêu quý nhất. Và mình đã tìm thấy nó là mình đã làm mất và mình đã tìm thấy nó rồi. Là mấy tất kẻ bạn mình cho ngồi cạnh mình cho luôn. Đây là Ngọc Anh. Ngọc Anh tổng khá là tên chị Anh của mình. Đây là một cơm đen. Mình hay dùng cơm đen hồi chơi. Dùng chẳng bây giờ mình dùng cơm đen cục tẩy ấy. Đây là một cái bút chì gỗ. Tại các bạn hỏi tại sao mà mình không có cái gói bút chì thì có bút chì gỗ, bởi vì là mình có một cái bút chì gói bút chì á, mình bị mất rồi nên là mình sẽ mượn bạn mình. Đấy. Có cái tẩy đây mà con bạn của mình con ngồi trên nó cạnh ra, mình lấy cái mình đập đồ này xuống đất rồi mình đập mày xuống nên mới thế. Thì cũng mình rất thích luôn. Thế là một cái bút bi đỏ, một cái keo. Stick up là một vài mình mua thay để cái đấy là 5k. Đây là một cái ngòi nè, mình lấy cái đây có bột tẩy rất là thơm cực các bạn. Ôi trời ơi, thơm như một cái cao su á các bạn, cao su nho cực thơm luôn. Đây rất là thơm luôn nha. Và tiếp theo là cái cuối cùng là cái bút bi đỏ để mình chấm bài cho các bạn và mình. Bút bi đỏ ha. Rồi đấy, những gì cho hộp bút mình rồi. Nếu các bạn thích nhớ cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Bye bye. Bạn nào thấy hộp bút mình nhiều thứ hoặc là đẹp, các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Và nhớ đăng ký mình thật nhiều nha. Bye bye.